Một trận đấu với cái kết kịch tính phải không? Jorginho, anh nói gì sau tất cả? Ngoài hàng anh là vậy. Đó là lý do nó là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nó đẹp vậy đó. Đây là một trận thắng thực sự quan trọng đúng không? Vâng, tất nhiên, rất quan trọng sau những kết quả gần đây của đội. Khởi đầu cũng đã không dễ dàng gì, chúng tôi đã không thể tạo ra thế trận của mình. Khi đến giờ nghỉ thì đã có những cuộc trao đổi. Từ đó chúng tôi đã làm lại đúng những điều cơ bản cần có, nhờ thế đã thay đổi được trận đấu. Zinchenko này, hai lần đội bị dẫn trước trong hiệp 1, kế hoạch khi đó vẫn là như cũ hay đã phải thay đổi vậy? Có hai điều tôi muốn nói sau trận đấu này. Trước tiên thì chúng tôi đã có bài học không thể tin được, rằng chúng tôi cần giữ niềm tin tới phút cuối, có thể đạt được mọi thứ. Điều mà tôi đã nói nhiều lần trong quá khứ. Đây là tập thể với những cá nhân tuyệt vời, có thể đạt được mọi thứ họ muốn nếu cứ tiếp tục theo hướng này, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục giữ niềm tin. Tiếp đến thì phản ứng của cả đội trong hiệp 2 đã rất hoàn hảo. Tôi nghĩ đây là cách thích hợp để đến với các trận đấu tiếp theo. From all of us in the second half is a perfect. I think that's the right way to go for the future games. Đây hẳn là trận đấu đặc biệt cho anh khi có bàn đầu tiên cho Arsenal. Vâng, tôi rất vui khi giúp đội với bàn thắng, nhưng điều quan trọng là chúng tôi có 3 điểm, nó luôn là điều ưu tiên. Jorginho thì sao? Anh ghi bàn thắng như này trước chưa? Chúng xa rồi lại chúng đầu thủ môn vào lưới. Không. Lần trước khi tôi sút chúng xa cột mà bật ra chúng thủ môn thì nó đã không vào, nên tôi thấy vui khi hôm nay đã được như vậy. Trận thắng này sẽ tác động tâm lý thế nào nhỉ? Hẳn các anh muốn ra ăn mừng rồi phải không? Cảm ơn, bye nhé. Từ từ nào, nốt cái nhé. Trận thắng tác động ra sao về mặt tâm lý nhỉ? Chúng tôi đang muốn vào phòng thay đồ nhanh nhất có thể, nhưng để nói thì còn nhiều trận lắm. Chúng tôi cần tiếp tục tiến lên, tiếp tục chiến đấu, tin rằng mình có thể làm được mọi thứ. Chúc mừng đã trở lại vị trí đầu bảng. Go, go, go! Một sự trở lại ngoạn mục đúng không, Mikael? Nó rất tuyệt, và rõ thì kết quả này ý nghĩa quan trọng cho chúng tôi, đặc biệt là với cách nó đã diễn ra. Hôm nay chúng tôi cũng có các bài học cho mình. Đầu tiên là ở hiệp 1, chúng tôi đã làm sai rất nhiều những điều cơ bản ở những cá nhân cầu thủ. Một điều không được như tiêu chuẩn chúng tôi yêu cầu để có thể chơi ở giải ngoại hạng, thứ đẳng cấp mà chúng tôi muốn thể hiện. Nhưng để nói thì chúng tôi đã thể hiện được cá tính, không cá nhân nào mất bình tĩnh. Chúng tôi đã thực sự chơi một hiệp 2 đầy cảm xúc, chúng tôi đã không bỏ cuộc. Về các cá nhân cầu thủ thì chúng tôi đã nâng trình độ lên rất nhiều khi triển khai được thế trận. Tôi nghĩ chúng tôi đã là đội chơi hay hơn rất nhiều so với đối thủ và xứng đáng để thắng trận đấu. Nói về những chuyện đã xảy ra trong trận, hẳn hiệp 1 đã không dễ dàng gì cho cả đội nhỉ? Ông đã nói gì vào giờ nghỉ để vực dậy họ thế? Đó là không nên tự trách mình. Còn để nói chúng tôi đã từng có màn trình diễn tốt trước Man City, nhưng ở những thời khắc quan trọng thì chúng tôi đã không xử lý tốt trong vòng cấm để thắng trận. Rồi 72 giờ sau lại tới đây, một điều đầy khó khăn khi mà phải vượt qua được tâm lý của chuỗi trận tệ hại cùng với sức y thể lực mắc phải. Các chàng trai của tôi đã chơi không thể tin được. Ba điểm đầy quan trọng, nhưng để nói với cách có hai bàn thắng muộn, nó khiến chuyện đặc biệt hơn đúng không? Nó mang đến nhiều hơn nữa niềm tin cho đội. Vì vấn đề bị đặt dấu hỏi ở đây là liệu chúng tôi có bật dậy được ở những thời khắc khó khăn khi mà phải ghi hai, ba bàn để thắng trận, điều đã xảy ra. Sau khi mở mặt phòng ngự, chúng tôi đã để thua hai bàn, sau đó chỉ hai cú dứt điểm của đối thủ. Nhưng sau đó, chúng tôi đã thực sự hay. Alex, xin trên câu này, nhìn lại trận đấu này anh nói gì? Một màn trình diễn hay phải không? Vâng, hẳn là sự phản ứng tuyệt vời của đội trong hiệp 2. Chúng tôi đã chơi không tốt ở hiệp đầu và một lần nữa đã cho thấy chúng tôi là đội có cá tính ra sao. Với những con người lúc này, nếu chúng tôi làm nhiều điều đúng được theo yêu cầu, thì chúng tôi có thể đạt được rất nhiều điều tốt đẹp trong tương lai. Chúng tôi chỉ cần gắn kết với nhau, phân tích những điều sai lầm mắc phải, rồi cải thiện bản thân. Vì còn rất nhiều điều để làm lắm. Giờ thì chờ xem chuyện gì sẽ đến trong tương lai. Một sự trở lại mạnh mẽ của đội trong hiệp 2. Ở giờ nghỉ, huấn luyện viên đã nói gì thế? Khi mà anh cùng cả đội đã ra sân khá sớm và tỏ ra đầy quyết tâm trong hiệp 2. Huấn luyện viên đã nói những điều rất hợp lý vào giờ nghỉ với những điều chúng tôi cần làm trong hiệp 2. Ai nấy đều muốn trở lại sân đấu nhanh nhất có thể. Chúng tôi đã ra khỏi cửa trước khi tiếng còi vang lên. Nên để nói, đó là một phản ứng tốt từ cả đội. Không ai đã bỏ cuộc, ai cũng muốn chiếm lấy bóng, cho thấy sự quả cảm để thắng trận đấu. Chúng tôi đã thể hiện như vậy trong hiệp 2.
Anh đã có được bàn thắng đầu tiên cho Arsenal. Để nói thì anh cũng đã không ăn mừng nhiều và muốn tiếp tục ngay nhỉ? Vâng, bởi vì khi đó là 2-2, chúng tôi muốn ghi thêm bàn nữa, không có nhiều thời gian để ăn mừng. Anh chắc là sung sướng đúng không? Vâng, tất nhiên rất vui khi giúp được cho đội, nhưng với tôi 3 điểm là điều ưu tiên. Người ta đã cho rằng Arsenal sẽ tạt hôm nay khi chỉ được 1 điểm 3 trận trước. Đây là câu trả lời đúng không? Việc trở lại mạch thắng là điều quan trọng cho chúng tôi, không phải ở mặt điểm số hay vị trí trên bảng xếp hạng, mà vấn đề còn là về nhịp độ thi đấu, tâm lý trong phòng thay đồ cũng như ở cả sân tập. Chúng tôi cần chiến đấu tới cuối cùng. Chào Mikel, hãy nói về những cảm xúc có được từ trận đấu đi. Lúc này để nói thì rất khó, vì trận đấu là một chuyến tàu lượn siêu tốc, đầy cảm xúc vào cuối trận. Tôi nghĩ chúng tôi đã cho thấy được sự rắn rỏi, cá tính và trình độ. Hoàn cảnh của trận đấu là rất khó khăn. Khi mà dù thi đấu tốt trước Man City, thì chúng tôi vẫn chẳng có được điểm số. Trong khi 72 giờ sau, thì lại thấy mình bị dẫn luôn 1-0 chỉ sau 5 phút. Chúng tôi chỉ biết cố gắng để đá hết 90 phút với tất cả những gì cả đội có lúc này. Chúng tôi cũng đã có nhiều khó khăn trong nhiều thời điểm nhất định ở hiệp 1. Về mặt cá nhân, chúng tôi đã tự hạ trình độ của mình và đã không tiếp tục làm những điều cơ bản được hợp lý. Vào giờ nghỉ, chúng tôi đã thống nhất phải nâng đẳng cấp của từng cá nhân lên. Chúng tôi phải nhìn vào mặt nhau và chúng tôi phải làm việc nhiều hơn nữa nếu muốn ra về với chiến thắng. Chúng tôi đã sửa đổi một vài điều và sau đó đã tạo ra được một màn trình diễn mạnh mẽ mà để nói chắc còn có thể thắng sớm hơn nữa thay vì như đã diễn ra. Để nói thì dường như trận đấu này là nơi pháo thủ đã chiến đấu để lấy lại sự tự tin. Không biết sự tự tin trong đội lúc này ra sao rồi thưa ông? Tôi cảm giác là mọi thứ trở lại với nhiều niềm tin hơn cả trước. Để nói thì vấn đề là chúng tôi phải làm sao để biến những màn trình diễn thành chiến thắng. Trước Brentford, chúng tôi đã không thể thắng vì những quyết định của trọng tài. Trước Man City thì chúng tôi xứng đáng nhiều hơn. Nhưng câu chuyện thực tế trong bóng đá được quyết định trong vòng cấm. Hôm nay thì chúng tôi phải làm thêm nhiều thứ khác, do đó còn rất nhiều điều phải cải thiện và chúng tôi phải đủ khiêm nhường để có thể thấy được những vấn đề đó, ghi nhận nó và làm việc với nó. Bởi vì chúng tôi không có nhiều chỗ cho những sai lầm, chúng tôi hẳn không cần phải tạo ra quá nhiều cơ hội mỗi trận để có chiến thắng. Một khoảng nhỏ hơn hẳn cũng đủ để thắng những trận cầu của giải Ngoại hạng Anh. Chúng tôi cần phải tiến bộ hơn ở mặt này. Dường như hôm nay, những bàn thua của pháo thủ phải nhận là quá dễ dàng, thiếu hẳn sự quyết liệt từ các cầu thủ, một chuyện ông từng nói từ đầu mùa. Bàn thua đầu tiên thì phải khen Ollie Watkins. Chúng tôi đã để mất bóng, nhưng với chỉ một đường chuyền cho Watkins lao lên khoảng trống ở hành lang cùng với một cú dứt điểm chuẩn để ghi bàn. Ở bàn thứ hai, Saka lúc đó đang bị đau. Đó là một pha phạt góc mà chúng tôi thì không thiết lập đội hình và kiểm soát được trận đấu như mong muốn. Còn ở hiệp 2, đó đã là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mikel này, để nói thì bóng bật vào Martinez, nhưng ở bàn thắng của Jorginho, nó là khoảnh khắc đặc biệt, một cú dứt điểm tuyệt vời, đi kèm màn trình diễn tốt. Hẳn nó cho thấy lý do tại sao ông đã mua anh ấy về phải không? Dập tan mọi nghi ngờ. Tôi hẳn là đã không nhìn ra được năng lực này của Jorginho ghi bàn từ xa. Thật tuyệt cho chuyện này. Còn thì phẩm chất tốt nhất của Jorginho đó là cậu ấy làm tất cả mọi người trông hay hơn thực tế chính mình. Cậu ấy đã mang đến tác động khổng lồ lên đội, trợ lý và đã hy vọng là cả người hâm mộ của chúng tôi cũng sẽ thấy điều đó nữa và trao cho cậu ấy sự ủng hộ. Tôi nghĩ Jorginho đã cực kỳ hay hôm nay. Chào Mikel, không biết Saka có bị sao không? Cậu ấy ổn, chỉ bị đá vào người nên khá đau. Cậu ấy sẽ còn phải đối mặt với chuyện này lâu dài, không phải hàng tuần, mà mỗi 3 ngày, đôi lúc trên sân tập nữa. Bóng đá là vậy. Các cầu thủ không ngu ngốc nếu như muốn ngăn cản Saka. Chúng tôi cần bảo vệ cậu ấy. Mikel, đây là một màn lội ngược dòng của một nhà vô địch đúng không? Chúng tôi ở một thời điểm nào đó sẽ phải thắng một trận đấu ở những phút buồn giờ cuối như 94 hay 96. Chúng tôi sẽ phải ghi bàn từ dàn xếp đá phạt, sẽ phải ghi bàn khi chỉ còn 10 người, sẽ phải chiến thắng ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi luôn trao đổi về nó và hôm nay đã có một tình huống thực sự khó khăn, đặc biệt là với những gì xảy ra chỉ sau 5 phút. Cả đội đã chứng tỏ được năng lực của mình đầy cảm xúc, một điều mà chúng tôi cần có để lên đỉnh bảng xếp hạng. Tôi thực sự vui vì chuyện này. Không biết ông đã mong đợi một sự phản hồi như hôm nay của Martinelli sau khi phạt trong ngồi ghế dự bị. Đây chẳng phải là hình phạt nào, cậu ấy đã chơi như đủ cả mùa. Chúng tôi thì có 3 cầu thủ 21 tuổi trên hàng công, điều chưa từng có. Về Jota thì cậu ấy đang chơi thực sự tốt và chúng tôi cần sự tác động đó. Còn thì tôi đã thực sự lo lắng ở 20-25 phút cuối cho cậu ấy sau tất cả những gì chúng tôi đã thể hiện hôm thứ Tư. Chúng tôi cần nguồn năng lượng và tôi nghĩ Martinelli đã mang đến. Oh, oh, oh.
We'll be right back.